Chào các bạn, chúng ta sẽ giải tiếp cái project về cái công ty thực phẩm và công ty thực phẩm. Đây là cái lá thư cảm ơn mua hàng các bạn. Thì mình sẽ format cho cái này. Đây, lá số 1. Covers là chuyển đổi. Chuyển đổi for paragraph là 4 đoạn paragraph các bạn. Bắt đầu bằng not your mama các bạn. Đây, bắt đầu từ đoạn đây. Đúng không bạn? Cho đến cái opening in the morning đó các bạn, mà sẽ chọn hết 4 cái đoạn, 1 2 3 4 cho 4 đoạn. Thì ở đây nó nói là chuyển cái 4 đoạn này thành là to or table. To or table là gì bạn? To or table là chuyển thành một cái table không bạn, chuyển một cái bảng thành một cái bảng. Thì để chuyển thành một cái bảng thì bạn sẽ chọn là insert các bạn. Chọn table. Và ở đây bạn có cover text to table. Lưu ý nha, bạn phải chọn chỗ này chứ bạn đừng chọn insert table các bạn. Cover text to table, ấn vào đây. Thì mình sẽ có cái bảng này đưa bạn. Thì số column mình nó không quy định. Số row không quy định đúng chứ bạn. Nhưng mà nó có một quy định là auto fix table cell to contents. Thì ở đây có mình sẽ check vô, chọn vô cái chỗ là auto fix to contents. Đồng ý không bạn? Rồi, chỗ này mình ấm OK. Thì mình có một cái bảng này xuất hiện và nó chia đúng từng ô theo cái content của mình. Rồi, chuyện tiếp theo, task số 2. Task số 2 như sao? As the contents. Task số 2 as the contents, tức là thêm vào cái nội dung của cái file là farmer.docx. Vậy file farmer.docx là gì? Farmer.docx là file Word các bạn. File Word thì nghĩa là sao bạn? Nó là file Word là mình sẽ insert text là nội dung của nó. In this documents các bạn, in this documents to the end of documents, tức là phần cuối cùng của cái tài liệu của mình các bạn. Thì phần cuối cùng đây, đây là cái phần cuối cùng nhưng mà có một cái dấu xuống dưới sẵn cho mình để điền vô nè, là cái cuối cùng nè, bạn bấm mũi tên xuống nè là không xuống được nữa, tức là cái chỗ này là chỗ cuối cùng rồi. Đó, như vậy mình sẽ thêm vào cái nội dung của cái file này bằng cách là mình chọn insert các bạn. Object các bạn sổ xuống, bạn sẽ chọn là test room file. Hãy phải work test room file cho thầy được chứ bạn. Còn nếu mà phải xe thì mình chọn object. Lưu ý nha. À, ở đây là mình chọn test room file. Tiếp theo mình sẽ chọn vào thư mục documents và mình sẽ thấy cái file farmer nếu bạn mà bấm insert thì tự động nó thêm vào cái tài liệu, cái nội dung mà mình muốn thêm vào nữa bạn. Đó, mình đã hoàn thành task số 2. Rồi, mình sẽ chuyển qua task số 3. Task số 3 như sao? Apply là áp dụng bằng áp dụng word as style các bạn, áp dụng cái chữ nghệ thuật là garden field race vào cái đoạn test là I hear you các bạn. Mình sẽ tìm cái đoạn test đó. Đây, đoạn test của mình I hear you. Đây. Thì mình sẽ chuyển nó thành word as, tức là gì bạn? Là cái chữ nghệ thuật. Thì mình để làm nó, mình sẽ chọn insert nè. Ở đây có word as ở đây bạn, bạn chọn đây. Và bạn chọn cái theme đúng cái yêu cầu của nó là garden field race. Đó, bạn thấy không? Đúng rồi nè. Bấm vô. Thì nó tự động chuyển thành cái field mà mình muốn. Tiếp theo, align word as to the center page đúng không bạn? Là canh giữa cổ trang. Thì làm sao canh giữa? Thì ở đây có hai cái, thấy bạn sẽ tìm thấy được hai cái chữ align, đó là align text được chứ bạn. Cái thứ hai nữa là align ở đây đó. Thì lưu ý bạn là align text là align gì chữ thôi chứ không phải là align gì canh lề cô trang đúng không bạn. Nên bạn sẽ chọn ở đây align và bạn chọn center. Nếu trường hợp nó nói về vị trí khác như bottom center thì bạn chọn đây đúng không bạn. Còn ví như là chọn gì ở bottom center, còn này là top center, gọi là right top right như vậy thì bạn sẽ chọn đây. Còn về mặt nói center thì bạn chỉ cần align ở đây là được, được chứ bạn. Lưu ý nha, ở đây là được. Rồi, như vậy mình đã làm xong task số 3 rồi, mình chuyển qua task số 4. Task số 4 sao? Inspect, tức là điều tra cái document, điều tra thông tin của tài liệu của mình và xóa any personal information, xóa bất kỳ tài liệu cá nhân nào mà tìm thấy. Ví dụ như tài liệu này là một tài liệu rất quan trọng của công ty,
mình muốn up lên mạng, công bố cho mọi người biết, thì khả năng rất là nguy hiểm khi mà người ta biết thông tin tác giả của này, có thể mua chuộc bạn, đúng không bạn? Thì ở đây mình sẽ xóa thông tin nó bằng cách nào? Mình sẽ chọn file, nếu bạn đây là tag số 4 bạn, file đây tác giả nè, nó tác giả rất là quan trọng nha. Đó, mình phải xóa thông tin đi. Bạn sẽ chọn là check issue expect documents. Rồi bạn nó hỏi gì, bạn chọn yes, đồng ý nha. Đó. Và chúng ta sẽ điều tra thông tin. Bạn chỉ cần bấm nút expect điều tra. Rồi. Như vậy nó tìm ra thông tin của tài liệu, thông tin cá nhân ở chỗ này. Bạn bấm remove là xóa đi tất cả các thông tin có trong file của mình. Bấm nha. Bụp. Rồi, như vậy mình đã xóa xong. Như vậy mình ấn close nha. Bạn đừng ấn re-expect nha. Re-expect là điều tra lại lần nữa chứ không làm gì đâu. Còn bạn ấn close là kết thúc. Như vậy tài liệu này mình đã có thể công bố này. Công bố nha. Thì mình sẽ bị mất cái người thông tin chủ đề dân dân của cái tài liệu của mình rồi. Đó. Như vậy bạn thấy không? Đã hoàn thành được cái tác này. Rồi, hy vọng bạn làm được cái reset này. Rồi, xin chào bạn.